Nay là ngày thứ ba của Toto rồi. À, Toto vẫn chưa đụng được. Bà vẫn chưa đụng được Toto. Hello Toto. Bà sẽ mua một cái bao tay. Dạ đã mua rồi. Bình thường thì sẽ đưa bao tay vô để mà đụng Toto chơi. Chứ bình thường thì đưa cái tay không á, vô nó cắn. Toto mặt đáng yêu dễ thương vậy thôi chứ không dữ lắm. Không dữ lắm nha. Ha ta ta. Bà con chinh này sao có không dữ dữ lắm lận. Không phải là không dữ bình thường đâu. Hello Toto. Hello Toto. Hello Toto. Rồi, ngày hôm nay thì Bảo đã tìm được cái công thức đồ ăn cho Toto rồi. Và chúng ta sẽ cải biến công thức một chút xíu để cho Toto ăn. Bình thường thì Toto sẽ ăn đồ ăn của mèo pha với cá. Ngày đầu tiên thì chỉ học cho ăn thịt cá không à. Nên ăn rất đã, rất ngon. Nhưng mà những lúc mà Bảo đi nước ngoài và Bảo không có thể chăm sóc được cho Toto thì thật sự là muốn nhờ cho người khác chăm sóc thì phải pha độn vô thêm để cho Toto có nhiều chất dinh dưỡng. Ví dụ như là omega là dầu cá đó, mình phải pha vô trong đồ ăn của mèo. Rồi mình phải cho thịt cá tươi vào trong đó nữa để cho Toto ăn. Thì như vậy nó sẽ không có bị chán, với lại sẽ mập hơn và đáng yêu hơn. Chứ còn cho ăn cá không thì rất là cực cho mình mà cũng không có đủ chất nhiều cho Toto đâu. Ngày hôm nay đi chợ sớm và khi người ta làm cá bắt được những con cá tươi nhất để về cho Toto thì nay đã làm cá xong hết rồi, máu còn chảy đầy nè. Và Bảo sẽ làm thử cái đồ ăn cho Toto cho mọi người xem ha. Đã ăn chung đồ ăn chúng tôi đi ngon. Trời ơi, chết rồi còn sống hả? Còn nhảy gì? Wow, có trứng nữa nè. Có trứng nữa nè. Lấy một phần thịt pha thôi, còn lại cho một miếng cá tươi để cho nhỏ nó ăn không. Cho con tôm nó ăn không. Anh chưa biết nó là cá đực, cá cái luôn. Nuôi đá cá biết rồi, tôi nghe người cá biết rồi, tôi quen. Tôm ăn xương được không ta? Chưa vậy? Tôi ăn cơm con ơi. Con ăn đầu tay vô. Nó cắn dữ lắm rồi. Khổ lắm. Nhưng mà thích thì phải chịu đây. Đây, ăn cơm nhé. Trên này thì Bảo sẽ có được 2 miếng cá thịt phi lê ha, thịt phi lê. Thì chúng ta sẽ cho Toto ăn. Cho mọi người sẽ coi ha. Nghe của con. Chị ơi, nghe dữ vậy chị ơi. Ngon vậy. Ai cho ăn gì mà ngon nha. Ai cho ăn gì mà nhai quá chị nhai luôn gì. Chết chết. Cho ngon không? Ngon không? Ngon nhai không? Ăn gì chưa? Tê tê. Tê 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 tê. Tê 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 tê. Chưa, nè. Chưa nè, tôm, tôm. Hello. Chưa nghe tôm. Tôm, tôm.
gì mà ghét quá vậy? Đã ăn rồi. Mà trong lớn nha. Mà trong lớn nha. Bữa nay bà cắt cái cho con, bà cắt vô tay là luôn. Bà cắt cái cho con, bà cắt vô tay là luôn này. Trời ơi, ăn ngon dữ ta. Ba bảo bữa nay cho ăn gì ngon quá vậy? Ba bảo cho ăn cá nè, cá biển tươi nè, đồ ăn của mèo nè, dầu cá nữa nè. Dữ dội ta. Ăn quá trời ăn vậy. Con thích gì là ba cho con ăn cái đó, nghe chưa? Ba thì ba đang kiếm người ăn ba thôi mà chưa có nè. Khổ quá đi. Ok, bây giờ là dọn dẹp rồi làm hình khách và chuẩn bị khách tới cho mình chụp ảnh. Mỗi ngày thì đều cho ăn như thế, và có thể là cải biến nhiều loại cá khác nhau để cho nó đổi mùi vị, mình nó mới để cho đã hơn. Mong khoảng thời gian sắp tới thì có thể thân thiện hơn giữa ai với con, để cho nó ra ngoài mở ra xây trong cái bồn để cho nó bơi. Một hồ bơi mini nhỏ vừa trong hồ nơi một bơi trong hoa trong ao nè, rồi hồ bơi ngoài nữa để cho nó thả ra cho nó tự nhiên hơn. Đây là một cái cuộc hành trình và cũng là một cái đoạn video dành cho kỷ niệm của Bảo. Và cũng mong muốn là nếu như các bạn nào yêu thích Bảo và yêu thích cái cá thì các bạn có thể theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng tốt hơn để cho Bảo chăm sóc được Toto được giỏi hơn, được tốt hơn nha. Thì nó cũng như là một đứa con, cũng là một đứa con tinh thần của mình.